Hello Xuân Ngân. Hello con gái. Ăn cơm chưa? Xin chào mọi người. Hello Cường. Hello Quỳnh Hương. Hello Tài. Hello Huy. Sáng giờ mấy đứa làm gì rồi nè? Sáng giờ có bạn nào phải học không ta? Hello Khôi. Sáng giờ Khôi học đã chưa Khôi? Trời, nhắc bạn vô coi đừng ngủ nó hả? Thương quá vậy ta. Xin chào mọi người. Mong là mọi người đã có một buổi sáng tuyệt vời ha. Hôm nay là ngày chủ nhật. Thì thật sự ra cô cũng không có định là livestream ngày hôm nay đâu. Nhưng mà hồi hôm qua là đa số các chiến binh 2K3 của mình đều đã trải qua một cái đề rất là tuyệt vời, đó chính là đề vượt đích. Thì cô không biết là mọi người có cảm xúc gì với cái đề đó không? Có thể cho cô một cái lời comment được không? Sáng giờ con học văn cô ơi. Hello Khôi. Hello Kỳ. Chơi khô máu luôn hả? Ngon quá ta. Hello Ngọc. Hello Thanh Vân. Nói chung là cô không có khiếu đoán đề văn cho lắm mấy đứa. Cô bị một cái là mấy đứa phải cho cô một cái giới hạn nào đó thì cô mới có thể đoán được. Nhưng mà thường thì mỗi lần mà cô đoán đó, thì cô sẽ đoán trúng ngay những cái bài mà đề thi nó không có ra. Cho nên là cô không có dám đoán mấy đứa. Nói chung là hệ thi đại học cô không dám chơi. Hệ đại học cô không dám chơi đâu. Mọi người cứ học đi. Hello Phát. Sáng giờ ngủ đúng không? Sáng giờ ngủ tới 10 giờ đúng không? Cô đoán để con né hả? Ừ, bây giờ mọi người cho cô tầm 4 cái đề đi. Rồi cô sẽ hỏi vũ trụ coi đề nào đúng. Hello Hồng Anh. Qua giờ không thấy Hồng Anh đâu trơn đó. Cô tưởng Hồng Anh bị gì rồi? Ủa đang thực chiến hả? Trời tuyệt vời. Thôi mọi người coi thực chiến tiếp đi mọi người. Đề ổn đủ để biết mình sai chỗ nào. Làm cho mình chém xi măng chỗ nẻo bị rớt. Một lời feedback khá là hay mọi người ha. Hai tay hai máy. Vợ chồng A phụ với vợ nhặt cô chọn cái gì? Vợ chồng A phụ với vợ nhặt cô chọn cái gì hả? Năm ngoái hình như ra đất nước đúng không mọi người? Sao cho khó dữ vậy mấy đứa? Vợ chồng A phụ với vợ nhặt hả? Cô thì cô mê vợ nhặt lắm mấy đứa. Cho nên thôi cô chọn vợ chồng A phụ. Cô rất là mê vợ nhặt luôn. Cho nên thôi cô chọn vợ chồng A phụ nha. Ủa 4 đề lần hả? Vợ chồng A phụ, vợ nhạt, người lái đò sông Đà, chiếc thuyền ngoài xa. Chết rồi, chắc là cô Thịnh thầy Huy vô đây. Vô đi góp ý chứ cô không biết rồi mọi người ơi. Để cô Thịnh thầy Minh Huy, ước gì thầy Minh Huy nghe được tiếng lòng của cô. Vợ chồng A phụ, vợ nhạt, người lái đò sông Đà, chiếc thuyền ngoài xa. Trời ơi mọi người ơi, cô không có thích chiếc thuyền ngoài xa mọi người. Cái năm của cô là cô tính bỏ cái bài đó rồi á. Nhưng mà không, thật sự cái bài chiếc thuyền ngoài xa, ok mọi người nghe, cái năm mà cô thi là đó là cái bài duy nhất mà cô không học luôn á. Sao cái đó ra thi mọi người? Trời đất ơi, thật sự trầm cảm. Thật sự là trầm cảm luôn. Có 11 đề những Gen Z gì học buồn. Ê, tụi bay giỡn hoài, biết đâu năm nay nó ra một cái đề nào nằm ngoài thì sao? Thầy Minh Huy nói sông Đà dễ lắm, mọi người học nha. Rồi, ok. Nói chung thì cô không có giỏi văn mọi người. Với lại một phần đó là ngày xưa cô rất là hoành những cái môn đó. Nhưng mà cô sẽ kể cho mọi người nghe cái câu chuyện ngày xưa của cô. Thì hồi đó là cô quyết định là những cái bài nào mà cô thích đó là cô sẽ học. Và thật sự khi mà cô nhận ra là cô không thích một bài nào hết thì cô không biết phải làm gì mọi người. Nhưng mà cô đã cố gắng thích một số bài. Ví dụ như là
Hồi đó cô rất thích bài Vợ Nhặt, mọi người cô mê cái bài đó lắm và cô chỉ mong là ra thi ra cái bài đó thôi. Rồi vợ chồng A Phụ, vợ chồng A Phụ thì cô không có, nói chung là cô không phải gọi là ghét, nhưng mà vợ chồng A Phụ được một cái là tại vì cái lúc mà học vợ chồng A Phụ thì cái đó là cái tác phẩm văn xuôi đầu tiên á, cho nên thành ra là cái gì đầu đầu á là thường là mình sẽ dồn nhiều năng lượng mình học đúng không? À, nên thành ra là vợ chồng A Phụ thì cô dù là cô không có học nhiều nhưng mà cô nhớ được cũng cũng ổn, ý là nhớ được cũng ổn, nên thành ra là cô cũng không có ghét nó mấy. Còn Chiếc Thuyền Ngoài Xa là cô không hiểu luôn đó, tại vì Chiếc Thuyền Ngoài Xa nó có cảnh bạo lực cô không thích, còn Sông Đà thì ý là nó đà quá cô cũng không thích mọi người, nên thành ra là hồi đó là cô thề, cô kể thật với mọi người luôn là có ba bài liên quan tới con sông cô không học. Đi thi nhưng mà trong đầu không có một chữ Sông Đà nào trong đầu hết, thề luôn đó mọi người. Cô không biết nếu mà đi thi ra Sông Đà chắc cô ngồi cô cười suốt phòng thi luôn á. Mà thật sự là cô khi mà cô đi thi là không có một chữ Sông Đà nào trong đầu hết, không có một con sông Hương nào ở trong đây luôn. Về cái con Chiếc Thuyền Ngoài Xa thì vô tình là đề thi học kỳ 2 Nguyễn Thượng Hiền có ra, rồi thi thử Nguyễn Thượng Hiền cũng có ra luôn mọi người, cho nên thành ra là cô có nhớ chứ thật sự là cô không có học Chiếc Thuyền Ngoài Xa. Trời muốn khóc luôn mọi người. Rừng Xà Nu có dàn trên lớp chưa? Rừng Xà Nu hồi đó cô thích nha. Nhưng mà ý là nếu như mọi người hỏi cô đoán đề đúng không, thì nói chung là cô sẽ đoán dựa theo sở thích của cô nha. Cô đoán khó quá à, cô run quá à, cô không dám đoán thi đại học mọi người, nhưng mà thật sự cô đoán chơi thôi nha, nếu như mà có chuyện gì xảy ra mọi người đừng có, mọi người đừng inbox, mọi người trách cô nha, cô sợ lắm mọi người. Nói chung là một hồi đầu là cô đoán vợ chồng An Phụ nè, bây giờ đoán thêm một bài nữa đúng không, vậy thôi. Cô đoán Chiếc Thuyền Ngoài Xa đi, Chiếc Thuyền Ngoài Xa vợ chồng An Phụ. Chiếc Thuyền Ngoài Xa vợ chồng A Phụ nha mọi người. Cô đoán cho mọi người né chứ cô không có đoán trúng. Ồ, cô đoán đề Nguyễn Thượng Hiền thì cô đoán đúng, nhưng mà cô đoán đề mấy trường khác cô đoán không có được, cô không biết sao luôn. Cho nên thật sự nếu mà có chuyện gì xảy ra mọi người đừng trách cô nha mọi người, cô sợ lắm luôn á. Chung là cô không có chơi cái trò đoán đề thi đại học, sợ lắm. Thôi đừng 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 hỏi cô là bỏ đúng không mọi người, mọi người tự ra quyết định đi. Cô ổn không? Cô không ổn nha, cô không hề ổn tí nào. Rồi ok. Mạnh dạn bỏ vợ chồng A Phụ với Chiếc Thuyền Ngoài Xa chết rồi. Hello Quyền. À cô chưa học bài Chiếc Thuyền Ngoài Xa nhưng cô không nói cô làm được. Thì hồi đó cô Chiếc Thuyền Ngoài Xa cô làm được mà, tại vì thi thi học kỳ 2 Nguyễn Thượng Hiền có ra, với lại thi thử của Nguyễn Thượng Hiền cũng có mọi người, cho nên là cô làm ở đó 2 lần rồi. Cô vô phòng thi thì vẫn là bài đó cô gặp lại lần thứ 3 cho nên là cô mới làm được thôi. Chứ không có gì đâu mọi người. Thì hồi đó là cô chép chép lại đại đại á, nói chung là hồi đó cô có một cái niềm tin rất là lớn khi mà cô thi môn văn mọi người, cô có một cái niềm tin rất là lớn khi mà cô thi môn văn. Đó chính là cô có một cái niềm tin là nếu như mà cô viết được cái bài đó mà qua tới tờ giấy thứ 3 á thì cô sẽ được trên 7 điểm. Mà cô giữ cái niềm tin này rất là mãnh liệt mọi người. Thật sự môn văn khi mà cô đạt được cái con điểm là 7.5 á là cô hoàn toàn là do niềm tin đó mấy đứa. Chứ thật sự cô nói thiệt với mọi người là cô không biết là cái môn văn phải học như thế nào, tại vì cô không có giỏi môn đó mọi người, và cô không có một cái chút gì gọi là cảm hứng hết. Thì không biết thầy Minh Huy có đang coi cái livestream này không, xin lỗi thầy Minh Huy nhiều. Nhưng thật sự là cô giỏi tiếng Anh thì ok, là nó cũng là ngôn ngữ nhưng mà không hiểu tại sao cái môn văn cô học không vô mọi người, ý là như vậy. Nên thành ra là khi mà cô đi thi môn văn á là cô giữ một niềm tin ở bên trong, cô giữ một cái niềm tin cô giữ một cái niềm tin đó chính là môn văn của cô á, chỉ cần mà cô viết qua được tờ thứ ba thôi là cô sẽ được trên 7. Thì cô đã tin sái cổ vào cái điều đó mọi người, và thật sự khi mà cô được 7.5 á là cô cũng bất ngờ dữ lắm. Cô không biết là mình đã làm cái gì mà cô lại được trên 7 nữa mọi người, cô không biết cô viết cái gì ở trong đó luôn á. Mà cô chỉ nhớ cái cảm giác khi cô thi văn thôi nha, là cái lúc đó người ta cho cô 3 tiếng đồng hồ để cô làm.
Thì cô cố gắng cô làm đúng cái câu số 1, tại vì câu số 1 là câu liên quan tới công thức. Thì cái gì mà có công thức là cái đó là cô trùm rồi mọi người, cho nên là cô đã cố gắng làm câu số 1 cho nó tốt nhất có thể. Rồi sau đó là coi như là bài nghị luận xã hội, bài nghị luận văn học là cô thật sự là tập trung hoàn toàn vào vũ trụ luôn á. Vũ trụ nói cô làm gì cô làm cái đó mọi người, chứ thật sự là cô không biết cô làm cái gì trong đó nữa. Kiểu đọc đề sao mình có cảm nhận sao, cô cứ viết như vậy thôi, và cô cũng không biết là mình có lạc đề hay không. Nhưng nói chung là cô cứ viết thôi. Xong rồi qua tới bài chiếc thuyền ngoài xa, lúc mà cô nhìn cái đề cô thấy chiếc thuyền ngoài xa là trái tim cô đã chết rồi mọi người. Trái tim cô đã chết đi một nhịp rồi, tại vì cô không học cái bài đó. Nhưng mà tại vì dù sao mình cũng đã lỡ ngồi trong phòng thi rồi, và trước khi mà cô đi thi á, thì cô nói với bản thân của mình là dù hôm nay đề thi mà mình có chứng kiến bất cứ một cái đề nào đi chăng nữa thì mình cũng phải viết tới tờ thứ ba. Cô quyết tâm như vậy mọi người, tức là cô viết tới tờ thứ ba, là cô quyết tâm ra cho mình một cái niềm tin là trên 3 tờ mình sẽ được 7 điểm. Và vì cái khao khát của sư phạm quá lớn mọi người, cho nên thành ra là trước khi đi thi cô đã tự nói với chính mình là nếu như mà cô viết qua tờ thứ ba, nếu như mà dù có chuyện gì xảy ra cái đề đó, dù tụ đề hay là dù bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, thì cô cũng phải làm sao để viết qua được tờ thứ ba. Thì đó là cái niềm tin của cô thôi nha mọi người. Còn mọi người, là cô chỉ chạy kể lại câu chuyện của cô thôi, chứ cô không có bảo là mọi người phải nghe theo hay là phải viết qua tờ thứ ba được 7 điểm. Mọi người, quan trọng là mọi người phải tin vào cái điều đó. Nếu như mọi người tin vào một điều gì đó thì mọi người cứ làm. Mọi người tin, mọi người cứ làm, mọi người mới được. Tại vì cô tin điều đó mọi người, cho nên là cô làm theo. Cô làm theo. Mà thật sự có một cái cơ sở để mà cô tin điều đó mọi người. Tại vì hồi xưa khi mà cô đi học á, thì chung quanh cô đều là những con người giỏi văn hết trừ cô ra. Thì cô thấy khi mà họ đi thi á là họ đều xin 3-4 tờ. Họ xin ít nhất là 3 tờ mọi người. Nói chung là không một ai mà cô chứng kiến mà 2 tờ mà trên 7 hết. Là trong lúc mà thi trong trường á, thì lúc đó đột nhiên trong đầu cô đã hình thành một cái niềm tin là ồ wow, vậy không lẽ thi đại học mình phải viết 3 tờ thì mình mới được 7 hay sao? Thì vô tình là cô đã có một cái niềm tin như vậy, nó đã hình thành suốt những năm tháng của học cấp 3 rồi mọi người. Cho nên khi mà nó lên tới đại học đó là niềm tin đó của cô nó càng ngày càng mãnh liệt luôn. Và chưa kể là môn văn cô không biết phải làm gì với nó. Nhờ mà nói chung là hồi xưa cũng nhờ vào việc cô đi học thêm á, nên cô ấy biết là môn văn có công thức. Mà từ khi cô biết môn văn có công thức á mọi người, cho nên là cô đã tiến bộ môn văn rất là nhiều. Tiến bộ rất là nhiều so với việc là cô cứ mông lung trên con đường môn văn á. Thì nói chung là nhắc về cái người giáo viên văn 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 năm đó là cô rất là biết ơn luôn. Nhưng mà thật sự là không biết là cô đang coi livestream này không, nhưng con nói thiệt với cô là con không thể học được cái chiếc thuyền ngoài xa, nhưng mà đi thi lại ra chiếc thuyền ngoài xa mọi người. Nhưng mà may quá là chiếc thuyền đó đã đưa cô vào bờ, mấy đứa đã đưa cô vào sư phạm, cho nên thôi nói gì nói cũng rất là biết ơn khi mà để ra chiếc thuyền ngoài xa mọi người. Và cũng may mắn làm sao mà học kỳ 2 của Nguyễn Thượng Hiền cũng ra cái bài đó, rồi thi thử Nguyễn Thượng Hiền cũng ra cái bài đó. Nói chung là cô phải cảm ơn Nguyễn Thượng Hiền rất là nhiều, vì nhờ cô đã trải nghiệm 2 lần rồi cho nên khi đi thi cô không cần học, cô thật sự không học một chữ đó luôn đó mọi người, về cái bài đó luôn á. Cô học tất cả các dạng văn học nha, xông đà cô còn ráng cô nhét vào đầu nữa mọi người. Nhưng mà chiếc thuyền ngoài xa cô không thể học được luôn, không hiểu tại sao cô ghét cái bài đó tới mức vậy luôn á. Nhưng mà đi thi ra cái bài đó, ra đúng cái bài mình không học. Nhưng mà vô tình sao mình trải nghiệm 2 lần rồi thì dẫn chứng trong đầu nó vẫn còn, cho nên thôi. Đó, đó là một cái năm rất là khốc liệt mọi người. Thì nói chung là như vậy ha, cô kể cho mọi người nghe cái đó. Thì cái bài học mà cô rút ra được khi mà cô thi môn văn đó là gì? Là cô là một người hoàn toàn không giỏi văn, và cô hoàn toàn không có động lực để học môn văn mọi người. Nhưng mà cái mà giữ cho cô có thể đi được trên cái con đường 3 tiếng đồng hồ khi mà cô thi môn văn đó đó mọi người, là cô chơi khô máu. Chỉ có 3 chữ thôi, đó là cô chơi khô máu. Trước khi mà cô đi thi, cô đã tự nói với bản thân mình rằng là dù ngày hôm nay cái đề mà mình nhận được nó có bất cứ cái gì ở trên đó đi chăng nữa, mình cũng phải là cái người chơi khô máu, vì mình chính là cái người cầm trong tay cái sứ mệnh của mình là người cầm trong tay cái tương lai của mình. Cho nên là dù đề có chuyện gì chăng nữa, mình phải thật bình tĩnh và chơi nó khô máu tới cùng luôn. Dù mình không cần biết là mình viết cái gì, miễn là qua tờ thứ ba đi chăng nữa, miễn là phải qua được tờ thứ ba cái đã, thì mình mới có tư cách để mình cầu nguyện mình lên con 7 được. Thì lúc đó là cô đã giữ lấy cái niềm tin như vậy, và cô chơi khô máu tới cùng mọi người. Cuối cùng là cô 7.5. Ừ. Đó. Cho nên mọi người ha, thì thật sự ra thì môn văn nó là như vậy mọi người. Hồi xưa là cô chơi hệ tâm linh, chứ môn văn cô không có chơi cái hệ cô không có chơi hệ siêng năng mọi người, nên cô không biết phải kể mọi người trải nghiệm là như thế nào. Rồi được ha. Rồi, ok. Thì
Bây giờ mình sẽ đi vào cho cô cái phần là yêu không cần cớ, cần reading cơ tập số 4. Thì phần này hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, và hôm nay cũng là ngày cuối tuần nữa, cho nên là cô không có cho mọi người một cái bài gì mới cả, mà cô chỉ là đơn giản là cô sửa. Thật sự ra cô có thể quay video để cô dạy cho mọi người á, nhưng mà cô muốn lên mạng, cô muốn lên livestream, cô nói chuyện với mọi người cơ, và quay video thì nó không có được như vậy, cho nên thôi cô lên livestream luôn. Rồi. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cô đi vào cái bài đọc của skill 34 ha. Mình tâm sự với nhau như vậy cũng đủ rồi mọi người. Lát nữa có gì cô sẽ tâm sự tiếp nếu mà cuối giờ. Rồi, hãy nhớ cho cô là linh hồn của đoạn 1. Quên, đoạn 1 luôn là linh hồn của bài đọc. Thì mình đọc đoạn 1 xem thử có nó có cái gì trong này ha. Đây là đề thi đại học năm 2017. Mã đề là 404. Thì đối với cô là bài này là một cái bài khá là khó ha. Bài này nói chung là khá là khó, nhưng mà khi mà chúng ta có đầy đủ skill thì chúng ta sẽ làm được bài này rất là dễ dàng mọi người. Đoạn số 1 là gì? Là đại dương á, thì nó cực kỳ to lớn và nó sâu đến mức mà cho đến cái thời điểm gần đây thì it was widely assumed that, người ta đã cho rằng là no matter how much trash and chemical humans dump into them, cho dù có bao nhiêu rác và bao nhiêu chất hóa học mà con người thải vào đại dương đi chăng nữa, thì cái hậu quả nó cũng negligible. Được ha? Proponents of dumping in the oceans. Từ proponent này chúng ta được học trong sách giáo khoa lớp 12 rồi. Nó mang nghĩa là những người ủng hộ. Những người ủng hộ mà xả rác ra ngoài đại dương á, thì thậm chí họ còn có một cái catchphrase là một câu như thế này: giải pháp cho cái pollution, cho cái sự ô nhiễm này, chính là dilution. Rồi, ok. Vậy thì đầu tiên mọi người sẽ đi vào dùng câu đoạn câu số 1. Câu số 1 vô tình người ta hỏi mình là từ negligible trong đoạn 1 này gần nghĩa với cái gì? Thì nhớ là bước số 1 chúng ta sẽ luôn phải dịch dùng câu 4 đáp án trước. Câu A là nghiêm trọng, B là không quan trọng, C là không thể đoán trước được, và câu D mình dịch là tích cực. Được chưa? Thì khi bước 1 mình hoàn thành xong rồi, thì bước 2 mình xác định cho cô từ này nằm ở đâu. Và khi mọi người xác định được từ này rồi thì xác định thêm dùm cô là cái câu chứa nó là câu nào. Được ha? Và mình đọc cho cô câu trước câu sau để mình coi là nó có gợi ý gì không. Thì ở đây người ta có cho mình nè mọi người, nếu như mà cái từ để hỏi, cái từ mà người ta hỏi mình á, mà lại là một cái từ mà nó được nối bởi một cái từ nối như vậy đó. Nếu như mà ý của cô đang nói là nếu như mà cái từ người ta hỏi mình đó, nó nằm ở trong một cái mệnh đề nào đó, mà cái mệnh đề đó nó được nối với một cái mệnh đề khác bằng những cái liên từ như là however, no matter how, although, thì mọi người tự hiểu rằng là nó sẽ phải gọi là trái ngược nhau, hay là nó phải là truyền tải một cái ý nghĩa có liên quan nào đó. Thì ở đây nè, ở đằng trước người ta kêu là gì? Là biển vừa rộng vừa sâu, đúng không? Biển vừa rộng vừa sâu. Và đa số thì người ta cho rằng là cho dù có bao nhiêu rác thải và chất hóa học được đẩy vào trong đó đi nữa, thì cái effect là cái hậu quả đó nó gây ra nó cũng negligible. Tại vì biển rộng và sâu mà mọi người, cho nên có bao nhiêu rác đổ vô thì nó cũng không quan trọng thôi. Vậy nên câu này quá là đơn giản, mình chọn được câu B, insignificance. Được chưa? Đối với những cái câu mà đề bài người ta cho sẵn mình mấy cái từ nối như vậy nè mọi người, thì đôi lúc mọi người cũng chỉ cần đọc cho cô từ một tới hai câu thôi, mình không cần phải đọc quá nhiều là mọi người đã đoán được cái nghĩa của nó rồi. Được ha? Điều quan trọng là mọi người phải ra được bốn đáp án này, bốn cái nghĩa của bốn đáp án là cái gì đã. Được không? Rồi câu số 2. Ngay từ câu số 2 người ta đã cho mình là câu infer rồi mọi người. Và mấy đứa ghi cho cô những cái từ mà cô đã nốt nghĩa ở đây đi. Tại vì những cái từ này cô nốt nghĩa là vì nó là những cái từ quan trọng. Được ha? Nó thứ nhất nó là từ quan trọng. Thứ hai nó là những cái từ mà thường hay xuất hiện trong bài đọc, cho nên là mình nốt lại giùm cô. Chúng ta có thể suy luận được từ đoạn 2 là cái chính sách dilution á, thì nó related với cái gì? Câu A, nó relate tới cái việc là đương đầu với những cái vấn đề về ô nhiễm nguồn nước. Câu B là nó help cái hệ sinh thái, nó help cái hệ sinh thái của đại dương được phát triển, nó giúp cho hệ sinh thái đại dương được phát triển. Câu C là nó phớt lờ đi cái effect, phớt lờ đi cái hậu quả của cái việc là thải rác ra đại dương. Và câu D là nó đáp xử lý những cái tài nguyên độc hại ở trong đại dương một cách đúng đắn. Vậy khi mà cô đọc những cái đáp án này thì cô nhận ra là gì mọi người? Cô nhận ra là câu A, câu B và cả câu D đều là những đáp án mang hàm ý tích cực.
Được ha. Duy chỉ có mỗi câu C là phớt lờ hậu quả của việc xả thải, thì đây là tiêu cực mà thôi. Vậy thì bây giờ mình cần xác nhận cho cô coi là trên đề này nói về tiêu hay tích nào mọi người. Thì mọi người đọc giùm cô đoạn 2. Ngày nay, chúng ta không cần phải tìm kiếm đâu xa mà chỉ cần nhìn vào cái khu vực chết người ngang ngang với có kích thước ngang bằng với New Jersey á, mà nó được hình thành vào mỗi mùa hè, được ha, ở cái lưu vực sông Mississippi, được ha, hay là ở hàng ngàn ở cách đó hàng ngàn dặm là những cái nhựa mà nó bị phân hủy ở phía Bắc Thái Bình Dương, để mà chúng ta thấy rằng cái chính sách dilution này đã giúp cho, được ha mọi người, đã tạo ra một cái hệ sinh thái đại dương trước đây đã từng phát triển, được ha, đã giúp cho cái hệ sinh thái đại dương mà trước đây đã từng phát triển, trước đây đã từng phát triển nha, nhưng bây giờ thì đang ở trên bờ vực sụp đổ đó. Vậy là một cái hệ sinh thái đại dương trước đây đã từng phát triển mọi người, nhưng nhờ có chính sách dilution này mà bây giờ nó đang trên bờ vực collapse. Vậy thì rõ ràng câu này là một câu mang tính tiêu cực mọi người. Vậy thì info ra được câu C là câu chính xác đó. Mọi người có info được giống cô không? Được không mọi người? Ổn không? Ừ, đó. Nhiều khi mình đọc đáp án mình có thể nhận xét được mọi người cái nào tiêu cực, cái nào tích cực luôn. Nhưng mọi người yên tâm, tại vì cái câu info này là câu đứng phía đầu, cho nên là nó chưa khó lắm đâu mọi người. Câu phía sau nó mới khó. Nếu như có câu phía sau thì nó mới khó. Được ha, còn câu info nào mà phía đầu. Đó. Và mọi người chắc chắn luôn là mọi người sẽ phải chuẩn bị cho cùng cái tâm lý á, là năm nay thi đại học nó sẽ có câu info, nhưng mà là câu info ở phía sau. Được ha. Vì câu info ở phía sau thì thường là mọi người sẽ phải ngồi phân vân giữa hai đáp án. Mà khi mọi người phân vân hai đáp án thì hãy nhớ cho cô một cái định lý ngầm, đó chính là chỉ cần một mắt xích của một đáp án bị sai thôi là cả một câu đó nó sẽ sai. Vậy thì khi mọi người phân vân giữa hai đáp án thì hãy dùng cái phương pháp keyword này để chứng minh cho cô, tìm ra cho cô xem trong hai đáp án mọi người phân vân đó có bất cứ cái mắt xích nào mà nó bị gãy hay không. Nếu mọi người chứng minh được nó gãy rồi thì chắc chắn đáp án còn lại phải là câu đúng ha. Rồi, bây giờ mình sang dùng cô đoạn số 5. Vì sao cô lại sang đoạn 5 mọi người? Vì từ câu 3 nó hỏi mình cái từ spawn này trong đoạn 5 nghĩa là gì. Rồi, xuất hiện là ngăn chặn, tạo ra và giới hạn. Đây, spawn nằm đây. Cả câu của nó là đây. Rồi, bây giờ mình đọc ha. Mà tại vì á cái câu có chứa từ spawn này lại là câu cuối cùng của đoạn 5. Mà nếu như mọi người vừa nhảy vô một cái mọi người đọc ngay câu cuối cùng á, thì mọi người sẽ có khả năng rơi vào tình trạng là vô tình không hiểu đoạn 5 nói gì. Cho nên là thôi mình cứ dành thời gian mà đọc cả đoạn giùm cô đi. Và ngay cả trong phòng thi mình cũng nên làm như vậy ha. Nhiều cái chất ô nhiễm ở trong đại dương á, nó bị thải ra ngoài môi trường. Được ha. Far upstream là gì cô không hiểu. Đó, cô giống mọi người á, cô cũng không hiểu far upstream là gì. Thì nhiều chất độc hại mà được thải ra trong môi trường mà far upstream, được ha, từ cái chỗ ven biển. Rồi, những cái phân bón mà giàu nitơ mà được áp dụng bởi những cái người nông dân ở trong đất liền á, thì nó sẽ end up, cô không biết end up là gì, nhưng mà cô cứ dịch đại đại là nó có kết cục mọi người. Coi như là những cái phân bón mà giàu nitơ này thì nó sẽ có kết cục, được ha, nó sẽ có kết cục ở những cái local stream, có kết cục ở những cái dòng dòng suối địa phương, ở những dòng sông và ở những cái mạch nước ngầm. Và cuối cùng thì nó sẽ deposit tại những cái nơi này, được ha mọi người, tại những cái vùng vịnh và những cái vùng đồng bằng này, deposit. Rồi, đột nhiên ở đây người ta lại cho mình là cái chỗ là these excess nutrients. Vậy thì ở đây người ta đang muốn nói về chất dinh dưỡng dư thừa. Vậy thì these này chắc chắn là phải nói tới những cái gì đó mà dinh dưỡng dư thừa. Vậy khi mà chúng ta chiếu lên mọi người thì chúng ta nhận ra là cái these excess nutrient này nó đang nói về cái fertilizer mà giàu nitơ nè. Được chưa? Thì những cái chất dinh dưỡng dư thừa này, dư thừa thì điều đó có nghĩa là cô sẽ đoán được rằng là những cái chất này khi mà nó đi qua những cái chỗ này á mọi người, thì cuối cùng nó sẽ bị deposit, là nó bị tồn đọng lại ở những cái chỗ này. Được ha? Khi mà nó tồn đọng, nó u lại thành một cục á mọi người, thì nó mới tạo ra được những cái chất dư thừa. Mọi người công nhận với cô không? Đó. Vậy thì những cái chất dinh dưỡng dư thừa này nó có thể spawn ra được những cái blooms, là những cái gì đó nở nở. Cô biết dịch sao? Cô dịch đại là nở mọi người. Trong phòng thi mọi người vậy á. Nó sẽ tạo ra những cái massive bloom, là những cái nở nở gì đó của những cái orgy gì đó. Thật ra cái từ đọc là EG, không đọc là orgy đâu. Đó, nó tạo ra những cái này. Mà những cái này thì nó lại cướp đi oxy trong nước, cướp đi oxy trong nước, được chưa? Và nó để lại những cái khu vực nơi mà không có bất kỳ một sinh vật nào sinh sống hết.
Đó, vậy rõ ràng những chất dư thừa này nó xuất hiện massive bloom là không được. Tại vì appear thì nó không có đi được với tân ngữ nên cô loại cô A. Được chưa? Nó ngăn chặn là không được mọi người. Nếu như mà ở đây nó ngăn chặn nó thì nó sẽ không thể nào gây ra được hậu quả là oxy trong nước bị mất đi và những loài sinh vật ở trong nước nó bị mất đi. Vậy cho nên không thể nào mà là prevent được. Vậy thì chỉ có thể là cô C thôi, produce. Được chưa? Tại vì vốn dĩ nếu như mà mọi người mà phân vân giữa câu B và câu C mọi người, thì cô nghĩ rằng là mọi người nên loại cả câu B và câu D đi. Tại vì nếu như mọi người mà chọn được câu B thì mọi người cũng chọn được câu D, đúng không? Về tầng nghĩa nó cũng na ná nhau mà nó cũng là ngăn chặn, nó cũng là giới hạn mà. Đúng không? Vậy thì mình chọn câu C nó sẽ khôn ngoan. Được chưa? Đó. Nếu như không biết làm hãy chọn đáp án khôn ngoan nhất dựa vào việc mà chúng ta loại suy. Ha. Rồi, vậy từ nay về sau khi mọi người gặp chữ spawn này ở đâu thì mọi người hiểu rằng à nó chỉ là produce. Đó. Nhờ bài đọc mà mình học được một từ mới. Rồi, vậy bây giờ trong đoạn 5 thì chúng ta mới chỉ có đọc cái khúc này thôi mọi người, thì cô sẽ gạt hai cái này ở đây. Được nha, thì mọi người xem giùm cô câu số 4. Trong đoạn 4 trong 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 bài này thì nitrogen rich fertilizer nghĩa là cái gì? Mà nitrogen rich fertilizer có phải là mình đọc được ở đây không mọi người? Đó. Được ha. Thì câu A là được tạo ra bởi massive bloom of algae. Câu B là gây ra sự thiếu hụt oxy trong nước. C là khoanh tròn chữ not giùm cô nè. Bất cứ đáp án nào mà có not là phải khoanh tròn. Không có liên hệ gì với sự biến mất của marine life. Và câu D không được tìm thấy ở trong đất liền, khoanh tròn cho cô khen not mọi người. Rồi vậy thì mọi người sẽ đi cho cô từ chữ nitrogen rich fertilizer. Đầu tiên là sao? Đầu tiên là cái phân này nè, nó được áp dụng bởi những cái người nông dân ở trong đất liền. Vậy thì nếu mình nói là không thể tìm thấy ở đất liền là câu D sai. Mình loại câu D giùm cô. Đó, loại câu D. Tiếp ha mấy đứa. Tiếp ha. Rồi được ha, sau đó thì nó sẽ đi qua local stream, river, groundwater và cuối cùng là nó bị tồn đọng lại ở những cái này. Và những cái chất này nè mọi người, nó sẽ có thể gây ra, hồi nãy mình cho cái này là gây ra đúng không? Sản xuất ra cái mớ này. Mà cái mớ này thì cướp đi oxy trong nước. Đó. Vậy có phải là cái mớ bloom of algae này nó đến từ nitrogen rich không mọi người? Vậy có phải nitrogen rich là gián tiếp cướp đi oxy trong nước không mấy đứa? Vậy đáp án của mình chính là câu B. Được chưa? Đó. Còn câu A nó sai gì? Mọi người hãy nhớ cho cô là chỉ cần một mắc xích sai thôi là cả câu sai ha. Thì câu A nó sai cái chữ R. Đúng không ha? Nitrogen fertilizer thì nó tạo ra được cái Ag chứ nó không phải là được tạo ra bởi Ag. Mọi người thấy đó, sai nè. Đó, câu A sai. Và câu C thì nó kêu là không liên quan gì tới sự biến mất của marine life. Mà trong khi đó khi mà oxy biến mất đi thì no marine life can exist. Vậy rõ ràng là chính nitrogen rich là tiếp tay một cách gián tiếp cho câu C đúng chưa? Đó là câu C sai. Rồi được ha mấy đứa. Qua luôn đoạn số 5, câu số 5. Cách nào sau đây không được supported ở trong bài này? Rồi chúng ta lại tiếp tục tô cho cô những cái keyword ha. Câu A, nhiều cái chất độc hại, nhiều cái chất gây ô nhiễm mà bị tồn đọng ở trong đại dương á thì cuối cùng cũng đã trở thành một phần của global food chain của cái chuỗi thức ăn toàn cầu. Câu B, apparent rõ ràng là oceans đã bị polluted một thời gian dài. Câu C, chất thải công nghiệp cũng như là về nông nghiệp là phải chịu trách nhiệm cho cái sự suy giảm của đại dương. Thì ở đây mai này khi mọi người gặp cái gì mà be blame for mọi người, be blame for thì mọi người cứ hiểu cho cô nó là chịu trách nhiệm cho. Chịu trách nhiệm cho. Đó. Và câu D, the oceans in the past, đại dương mà ở trong quá khứ thì more contaminated nó ô nhiễm hơn là bây giờ. Đó, trong một câu của mọi người mà nó có so sánh hơn, so sánh nhất thì mọi người nhớ là phải đóng khung cho cô. Ok ha. Và nhân tiện đây cô cũng muốn nói luôn là khi nào chúng ta cần phải đóng những cái khung đỏ này. Khi mọi người gặp so sánh hơn, so sánh nhất, mọi người gặp những cái từ mang tính tuyệt đối như là only, all, rồi the most, rồi kiểu certainly. Mọi người gặp từ mang tính tuyệt đối, mọi người gặp no, gặp not, mọi người gặp so sánh hơn, so sánh nhất thì mọi người hãy tô đỏ lên cho cô chứ đừng dùng bút dạ quang. Được ha. Rồi bây giờ sao? Bây giờ khi mà cô gặp câu này nè mọi người thì cô cảm nhận nó được rằng là câu này nó không có tên riêng. Vậy thì bây giờ mình chẳng có gì để mình sơ muối hết thì mình cứ từ từ mình đọc mọi người. Và từ nãy đến giờ thì chỉ có đoạn 3, đoạn 4 là mình chưa có đọc qua.
Vậy thì mọi người thử tìm xem đoạn 3, đoạn 4 nó có gì không. Rồi mọi người nhìn ha. Đầu tiên cô vô tình cô nhận ra được từ derivation. Đây, từ derivation này mọi người. Thì cô vô tình tìm được nó ở trong này, đúng không ha? Vậy cô thấy cái mùi câu C nó phản phất trong đoạn 3 rồi. Thì cô đọc thử cả câu của nó có cái vụ gì không. Mọi người nhìn nè. Đây. Nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy rằng Ocean đã phải trải qua cái sự đau đớn dưới bàn tay của con người trong nhiều millennia. Được ha? Nghiên cứu gần đây đã cho thấy rằng cái sự suy giảm này, đặc biệt là ở những cái khu vực gần bờ, thì nó đã gia tăng rất là nhanh, được ha, trong 3 thế kỷ ở quá khứ. Bởi vì cái sự thải ra của công nghiệp và cái sự run off từ nông trại, được ha, cũng như là cái coastal city, cũng như là những cái thành phố ven biển nó đang gia tăng. Vậy rõ ràng câu C là một câu hoàn toàn chính xác mọi người. Là industrial waste hay còn gọi là discharge nè mọi người. Cũng như là agricultural runoff hay còn gọi là runoff from farms nè mọi người. Được ha? Nó phải chịu trách nhiệm cho cái việc là suy giảm về ocean. Được chưa? Đó, vậy câu C là một câu chính xác của loại câu C. Đó. Rồi cô đi tiếp tới câu số 4. Câu số 4 thì cô vô tình cô thấy là có chất gây ô nhiễm mọi người. Thì từ từ, ở đây có phải là cô thấy câu A nó có ô nhiễm không mọi người? Mà cái ô nhiễm từ nãy giờ mình chưa có được đọc, mình chỉ đọc được nó ở câu đoạn số 4 thôi. Vậy thì mình mạnh dạn mình tìm hiểu đoạn 4 mọi người. Thì mình sẽ thấy là gì? Ô nhiễm là cái sự mà đưa vào những cái chất gây ô nhiễm độc hại, được ha? That are outside the norm, mà nó nằm ngoài cái quy tắc xã hội cho một cái hệ sinh thái có sẵn. Common man-made pollutants là những cái chất gây ô nhiễm mà do con người tạo ra mà phổ biến á, thì nó đã được đưa vào trong đại dương, trong đó bao gồm là pesticide, thuốc trừ sâu nè, rồi thuốc diệt cỏ nè, những cái phân bón hóa học nè, những cái bột giặt, dầu và vân vân các thứ. Đó. Rồi chưa kể nè, nhiều những cái chất gây ô nhiễm này nó đã được thu hoạch tại vùng sâu, tại cái nơi sâu của đại dương, nơi mà tụi nó đã bị ăn, nơi mà tụi nó đã bị ăn bởi những cái loài sinh vật biển, được ha? Và tụi nó đã được đưa vào global food chain. Thì khi mà cô đọc câu này mọi người, cô nhận ra là cái gì? Cô nhận ra là cái câu đây nè, mấy cái chất này nó đi vào biển ha, và sau đó là nó được tìm thấy ở dưới đáy đại dương, và nó được tiêu thụ bởi những cái con sinh vật dưới biển. Vậy có phải là cô cảm nhận ra được là gì? Câu A nó có vẻ đúng đúng không mọi người? Câu A nó có vẻ đang nói tới đúng không? Ừ, đó. Câu A nó có vẻ đang nói tới. Đó, vậy thì câu A chính là cái câu đề đây. Đó, câu A đang nói trong đoạn này. Nên mình để câu này lại. Rồi cô đi tiếp. Đoạn số 3, quay trở lại đoạn 3 mọi người. Thì đoạn 3 nó có một cái câu là gì? Có một cái bằng chứng cho thấy rằng là Ocean đã phải trải qua đau khổ dưới bàn tay của loài người for millennia, là trong nhiều thập kỷ. Mà trong nhiều thập kỷ thì có phải nó là lâu không mọi người? For a long time. Rõ ràng là đây nè, it is apparent that, thì nó y chang, there is evidence that, sao mọi người y chang nhau. Được chưa? Ocean polluted, tức là ocean đã phải suffer for a long time, chính là for millennia. Đó, vậy câu B là một câu hoàn toàn có luôn. Được ha? Vậy đáp án của cô chính là câu D mọi người. Câu D là một câu not supported. Đó. Nhẹ nhàng tình cảm. Được không? Đó mọi người nhớ, đây là đề thi đại học mọi người. Và người ta khai thác mọi chi tiết ở trong từng đoạn luôn. Mọi người thấy trong đoạn 3 đúng không? Nó không thèm bỏ sót dù chỉ là một chữ luôn. Vậy thì nếu như đi thi mọi người làm được điều này thì mọi người quá trời tuyệt vời. Ha. Rồi ok, câu số 6. Nếu như mà người ta đề cập whales và dolphin được cho là một cái example mọi người, thì cô từng chỉ mấy câu này rồi. Khi đề bài cho mình là cái gì đó example á, được chưa, thì mình sẽ cố gắng tìm coi những cái danh từ riêng mà đề bài người ta cho này nó nằm ở đâu, và sau đó đọc lùi về phía trước, mọi người sẽ thấy example liền. Được ha? Rồi, vậy thì cá heo và cá voi được đề cập trong đoạn cuối cùng là example của loài sinh vật biển mà có thể làm gì? Câu A, giao tiếp với nhau bằng sóng âm. Câu B, có thể tồn tại qua cái vụ động đất do là cơ thể của tụi nó lớn. Câu C là tụi nó phải trải qua những cái tiếng ồn liên tục, được ha, ở dưới biển. Và câu D, tụi nó bị ép buộc là phải di cư do là ô nhiễm nước. Đó, vậy khi mọi người có trong tay những cái keyword này rồi thì mọi người sẽ đi chứng minh cho cô coi cá heo, cá voi nằm ở đâu. Rồi bây giờ cùng cô đi tìm mấy đứa. Đây, đây là cá heo và cá voi đây, nằm ở cuối câu đúng không? Đọc cả câu.
Đọc cả câu cho cô mọi người nhìn nè. Pollution is not always physical. Cái sự ô nhiễm này không phải lúc nào nó cũng mang tính vật lý đâu. In large bodies of water, trong cái lượng nước lớn á, thì sound wave can carry undiminished for miles, là sóng âm này nó có thể lan truyền không không giảm sút, nói chung là lan truyền không ngừng nghỉ trong hàng ngàn dặm. Được ha? Và cái sự tồn tại ngày càng gia tăng của những cái sóng âm vừa ồn vừa persistent này, từ những cái thứ như là tàu, từ những thiết bị sonar, từ những cái thứ như là này, được ha, thì nó có thể gì mọi người, nó sẽ disrupt, là nó cản trở cái sự di cư, cản trở sự giao tiếp và cản trở cả mô hình sinh sản của nhiều loài động vật dưới biển, và trong đó bao gồm là cá heo và cá voi. Được chưa? Vậy cá heo và cá voi được đưa ra để mình nói về những cái động vật mà đang phải chịu cái sự disrupt từ cái việc migration, communication và reproduction đó mọi người. Đúng không ha? Mà nguyên nhân chính là câu C. Tụi nó phải trải qua những cái tiếng ồn liên tục ở dưới biển. Đó. Đúng không mọi người? Đúng không ha? Bài này dễ không? Ừ, dễ. Đó. Tuy là bài đọc khó nhưng mọi người cứ từ từ từng bước mọi người làm đúng như những cái bước cô chị là xong. Ừ, thì nó sẽ dễ dàng hơn ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng cô đi vào cái bài reading được ha, của cái đề 5 và đề skill 5 skill 6. Thì bài reading này theo cô là nó sẽ đầy đủ hơn, và bài này là cô lấy từ đề thi đại học khối D năm 2014 mọi người. Đó. Thì cô nói một chút về cái sự khác nhau giữa đề thi đại học cách đây 10 năm và đề thi đại học cách đây vài năm. Ừ. Đề thi đại học cách đây 10 năm mọi người, thì khi mọi người làm bài đọc á, thì trong một bài đọc mọi người sẽ có 10 câu. Một bài đọc nó sẽ có 10 câu. Độ dài của bài đọc thì nó cũng giống, nó cũng ngang đề thi đại học như bây giờ thôi, là nó cũng từ 350 cho đến 400 chữ. Tuy nhiên là vì cái số lượng câu là tới 10 câu lận mọi người, cho nên nó sẽ gặp một cái hiện tượng, nó là dẫn chứng nó bị overlap với nhau, nó bị trùng lặp lên nhau. Được ha? Thì điển hình là cái bài này sẽ có một vài dẫn chứng bị trùng lặp. Nhưng mà theo cô thì phương pháp hai bản vẫn có thể hiệu quả. Đó. Nhưng mà tới năm của mọi người á, thì số lượng câu hỏi bài đọc đã bị cắt xuống từ 10 câu, cắt xuống còn 8 câu. Cắt xuống còn 8 câu là trong những cái năm như là 2017, 2018, 2019 á, là cắt xuống còn 8 câu. Nhưng mà từ năm 2020 cho đến bây giờ thì nó chỉ còn có 7 câu thôi mọi người. Vậy cho nên phương pháp hai vạch mọi người cần phải xài triệt để mọi người, để mọi người không bỏ sót được bất cứ một cái chi tiết nào. Được ha? Vì khi mà người ta ra một cái bài đọc với số lượng từ không đổi á, nhưng mà số lượng câu lại bị cắt ngắn đi á, thì điều đó có nghĩa là người ta sẽ lấy toàn bộ dẫn chứng trong đó và không có một dẫn chứng nào bị lặp hết. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta xem thử bài này. Nếu đây là đề thi 2014 thì chắc chắn sẽ có một vài câu dẫn chứng bị lặp. Rồi mọi người nhìn cho cô ha. Chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà toàn những con người mệt mỏi và thiếu ngủ. Trong cái quyển sách Counting Sheep đếm cừu của ông ta, là ông Paul Martin, là một cái nhà, nói chung là nhà nghiên cứu về hành vi, thì ông đã mô tả về một cái xã hội mà xã hội này quá bận rộn đến mức không thể nào ngủ được. Được ha? Và xã hội này không cho cái giấc ngủ một cái tầm quan trọng mà nó xứng đáng. Rồi, bây giờ mọi người nhìn cho cô câu số 1. Người ta hỏi là which of the following statements is true about Paul Martin? Đề bài cho mình tên riêng, là đề bài cho mình được cơ hội lấy điểm. Rồi, gạch dưới cho cô những cái keyword mọi người. Câu A là ông ta mô tả cái modern world này như là một cái nơi không có bệnh mất ngủ. Câu B, ông ta cho thấy một cái sự tường thuật rất là thú vị về một xã hội không ngủ. Câu C, ông ta là nhà khoa học mà bị bệnh mất ngủ kinh niên. Và câu D là ông ta cho thấy cái sự lo lắng của ông ta về cái bệnh mất ngủ ở trong xã hội hiện đại. Đây, mọi người nhìn nè mọi người. Thì những cái từ mà cô cho mọi người ý nghĩa ở đấy mọi người, là những cái từ mà cô đòi hỏi mọi người cần phải biết. Tại vì sao? Tại vì những cái từ này là con cưng của reading, gặp trong bài reading nhiều lắm. Mọi người không biết là mọi người thiệt thòi chứ không ai thiệt hết trơn á. Cho nên phải biết những từ này nên cô mới đề như vậy. Được ha? Rồi bây giờ mình đọc lại nè. Tên của ông này bắt đầu từ chỗ này. Và ông này ông có mô tả một cái xã hội mà quá bận rộn để ngủ. Và quan trọng là câu phía sau á, đây là một xã hội mà không hề cho cái giấc ngủ cái tầm quan trọng mà nó xứng đáng. Vậy có phải là giấc ngủ cực kỳ quan trọng, nhưng mà xã hội họ lại phớt lờ nó đi mọi người,
Vậy có phải là ông này ông rất là lo lắng không mấy đứa? Ông show cái concern về sự mất ngủ ở xã hội hiện đại đúng không ha? Rồi vậy mình chọn cô D. Được chưa? Còn nếu như mọi người muốn chọn câu E á, thì câu E của mình cái từ without này nè, nó phải là chữ with. Nó phải là with insomnia thì mới được. Được chưa? Còn câu B thì ông này ông chưa có mô tả gì về một xã hội mất ngủ hết á. Được không mọi người? Ông không có cho thấy một cái bài báo cáo nào mà thú vị ấy, tại vì trong này không có gì thú vị hết. Cho nên câu B, cái mắc xích mà nó sai chính là cái mắc xích interesting account là không có. Và câu C là gần như sai hết ha. Mất ngủ kinh niên là sai từ chronically. Chronically mọi người là sai cái trạng từ này. Được chưa? Rồi, từ giờ về sau hãy gặp cái từ chronically này và dịch cho cô là kinh niên mới được. Ok ha. Rồi câu số 2, round the lot cho đoạn 2 gần nghĩa với cái gì? Câu A là được bao phủ, được bao quanh bởi những chiếc đồng hồ. Câu B là có một chiếc đồng hồ hình tròn. Câu C là từ cả ngày, suốt cả ngày lẫn đêm. Và câu D là chỉ trong ban ngày mà thôi. Rồi round the lot thì mọi người nằm nó ở đoạn số 2 mọi người. Thì mọi người đầu tiên xác định cho cô từ này nằm đâu và xác định cả một câu chứa nó luôn giùm cô. Được ha. Rồi bây giờ lớp nhìn nè. Ở đây á, mình đang thấy nó nằm ở giữa giữa vậy nè. Mà mọi người nhớ ha, chỉ có câu tham chiếu mình mới được quyền đọc chọt vào giữa thôi mọi người, mới được quyền đó thôi. Còn gặp những câu mà đồng nghĩa trái nghĩa này nọ kia là mọi người phải đọc từ đầu cho cô để mình hiểu được cái nền tảng của đoạn nó nói về cái gì. Tuyệt đối không được chọt vào giữa mọi người. Cô chỉ là cô để như vậy để mọi người tìm dẫn chứng thôi, chứ cô đọc là cô vẫn đọc từ đầu nha mấy đứa. Rồi mấy đứa nhìn nè. Xã hội hiện đại hạn chế là đủ lý do để mà họ không ngủ hết á. Và chúng ta là một cái xã hội 24 trên 7, nơi mà cửa hàng dịch vụ nó lúc nào nó cũng mở cửa. Chúng ta dành cả tiếng đồng hồ ở chỗ làm hơn là ngày xưa. Và chúng ta dành nhiều thời gian để mà chúng ta đi làm hơn. Rồi bắt đầu tiếp nha. Điện thoại di động và email đã cho phép chúng ta stay in touch, là cho phép chúng ta giữ kết nối round the clock. Round the clock. Và những cái chương trình TV ban đêm cũng như là internet đã cám dỗ chúng ta khỏi cái giấc ngủ của mình. Vậy mọi người nhìn đây có phải nó gợi ý cho mình là chúng ta dành thời gian đi làm đúng không? Mà đi làm là buổi gì? Buổi sáng. Đó, đi làm là buổi sáng. Xong rồi chưa kể là chúng ta về nhà còn bị quần quật bởi điện thoại và email nữa. Và làm cho chúng ta stay in touch round the clock. Được ha? Thì đây là buổi sáng nè. Và chưa kể nó còn gợi ý cho mình là chương trình TV ban đêm nữa, còn làm cho mình không thể ngủ được vào ban đêm nữa. Vậy có phải đây là từ sáng cho tới đêm không? Vậy round the clock chính là all day and night. Đáp án chọn C. Đó. Mọi người thấy ổn không? Tuyệt vời không? Được ha? Cái luật ngầm của cái phần closed đó là nó luôn luôn cho mình, luôn luôn cho mình một cái gì đó để gợi ý mọi người. Quan trọng là hãy tinh tế và nhận ra điều đó ở những câu phía trước cũng được, hoặc là ở những câu phía sau, tùy. Rồi nhớ là hai vạch ở chỗ này cho cô mọi người ha. Đó. Tiếp tục câu số 3. Người ta hỏi mình là trong bài người ta đề cập internet để làm gì? Internet là một cái tên riêng. Câu A là một cái giải pháp dễ dàng cho sự mất ngủ. Câu B là một cái sự cám dỗ mà ngăn cản chúng ta không được ngủ. Câu C là một cái yếu tố mà không liên quan gì tới sự mất ngủ. Và câu D, đây là một cái phương pháp giao tiếp không hề hiệu quả xíu nào. Mình nhìn thấy internet ở đâu mọi người? Có phải mình vừa liếc qua nó ở cái câu này đúng không mọi người ha? Để internet nè. Thì đây internet cám dỗ chúng ta không thể đi ngủ được. Tempt thì tức là temptation. Được chưa? Và tempt us away chính là prevent us from. Vậy đáp án mình chọn câu B. Quá nhanh luôn, gọn nhẹ luôn. Được chưa? Đó. Nhưng mà mọi người yên tâm, thi đại học mà năm nay không có bao giờ có cái vụ đó đâu. Được ha? Vì câu hỏi nó ngắn hơn và đề bài nó vẫn dài như vậy thì không ít khi nào có cái trường hợp là lặp lại một cái dẫn chứng lắm mọi người. Được chưa? Rồi sang câu 3. Câu số 3. Đây. Theo như ông này 3 thì câu nào dưới đây là câu not true? Hãy gạch chân cho cô từ not true để mình chắc chắn rằng là mình sẽ loại những câu true. Được chưa? Rồi mọi người nhìn nè. Câu A. Đời sống xã hội no, không có tác động gì lên sức lên thời gian chúng ta ngủ. Câu B. Đèn điện đã được phát minh vào thế kỷ 19. C. Mặt trời rõ ràng đã xác định cái daily routine là cái công việc hàng ngày của chúng ta. Và câu D. Đèn điện đã thay đổi cái vòng đời sinh hoạt ngủ của chúng ta mỗi ngày. Rồi bây giờ mọi người sẽ làm sao đây? Hồi nãy đoạn số mấy mình khai thác rồi ta?
Đoạn số 2 đúng không mọi người? Vậy bây giờ mọi người nhìn nè. Khi mà cô nhìn vào cô B á, cô thấy ngay cái đập vào mắt cô đầu tiên chính là thế kỷ 19. Đây chính là keyword cố định, được chưa? Hay là cùng lắm nếu như trong bài nó có đề cập tới á, thì nó sẽ đề cập tới năm 1800 bao nhiêu đó. Tại vì năm 1800 bao nhiêu đó khi mà mình cộng 1 vô ra thế kỷ 19 rồi. Vậy thì ngay lập tức đập vào mắt cô chính là con số 1879 mọi người. 1879. Được ha? Con số này đang được nối chung với lại cái vế này. Và cái vế này nó bắt đầu bằng until. Thì mọi người nhìn nè, gặp until chúng ta nên dịch ngược lại. Đây là cái lời khuyên rất là giá trị của cô. Mọi người hãy nhớ, gặp until là phải dịch ngược lại. Rồi, về mọi người nhìn nè, cô sẽ dịch như thế nào? Ở đây là until. Ở đây là until. Rồi, ở đây là thời gian của until. Và ở đây chính là cái vế mà kéo theo until. Vậy dịch ngược lại tức là dịch sao mọi người? Dịch ngược lại tức là dịch cái vế phía sau trước và sau đó quay ngược trở lại until dịch sau. Rồi mọi người xem cô dịch ha. Nhìn đây. Cái vòng tuần hoàn ngủ hàng ngày của chúng ta đã từng dựa vào cái thời gian ban ngày. Được không? Đã từng dựa vào thời gian ban ngày cho đến khi phát minh về đèn điện được phát minh ra vào năm 1879. Vậy rõ ràng cô thấy con số này nó đang trùng khớp với lại câu B. Đèn điện được phát minh vào năm 1879, tức là vào vào thế kỷ 19. Vậy thì câu B của cô sẽ là câu loại. Được không? Vì câu B là một câu trùng. Đó. Rồi ok, mình đọc tiếp luôn đi mọi người. Mình đọc tiếp luôn ha. Người ta kêu tiếp là cái gì đây? Daily cycle of sleep, nói chung là vòng ngủ của chúng ta lệ thuộc vào cái thời gian của ban ngày. Mà thời gian của ban ngày có phải là được quyết định bởi mặt trời không mọi người? Thì có phải mặt trời rõ ràng đã xác định được cái daily routine của chúng ta không? Đúng không ha? Rồi vậy câu C là câu tiếp tục sai mọi người. Đó, daily cycle of sleep cũng là daily routine thôi. Được chưa? Rồi mình đi tiếp mọi người. Mình bây giờ mình còn câu E và mình còn câu D. Trong đó mọi người thì cô thấy, cô liếc sơ trong bài cô thấy trời ơi social life nè. Trong câu A có social life. Vậy mình đọc thử có biết đâu nó liên hệ tới câu A thì sao? Đọc thử mọi người ha. Rồi, mọi người đã từng dậy sớm với mặt trời và đi ngủ vào lúc đêm tối xuống. But nowadays, nhưng mà ngày nay thì cái giờ ngủ của chúng ta đã được xác định một cách chính thống bởi working hours, bởi cái giờ làm việc, hay nói cách khác là social life. Thì không thể nào mà social life mà không có ảnh hưởng gì lên giấc ngủ của chúng ta được mọi người, mà nó cực kỳ có ảnh hưởng luôn. Rồi vậy thì câu A cô thấy nó quá đúng rồi mọi người, nhưng mà cô vẫn để lại mấy đứa mình lì vậy đó, mình rất là lì ha. Bây giờ mình chứng minh cho cô D xem nào. Câu D như thế nào mấy đứa? Câu D là đèn điện đã thay đổi daily cycle of sleep của chúng ta. Có mọi người, có cái đèn điện là cái trên này nè, đúng chưa? Vòng đời sinh hoạt của chúng ta đã từng lệ thuộc vào mặt trời cho đến khi có sự phát minh của đèn điện. Vậy có phải đèn điện chính là cái thay thế cho mặt trời để mà thay đổi daily cycle của chúng ta chưa? À, đó, vậy câu D là một câu sai tiếp ha. Vậy đáp án chính của cô chính là câu A. Đó. Câu A có từ nguy hiểm nào mọi người mình thấy chữ no không? Nó phang nguyên cái chữ no ở đây thì mọi người biết rồi đó. Được chưa? Rồi đi tiếp mọi người, số 5, câu số 5. Từ which ở trong đoạn 3 nghĩa là gì? Đây chữ which đây. Đó, đọc câu phía trước. Đọc câu chữ nó. Rồi mình có which là gì? Mình đọc nhảy thẳng vào mình đọc luôn nào mọi người. 70% dân số thế giới. 70% dân số thế giới mọi người là theo thói quen họ sử dụng caffeine. Cái mà nó sẽ tạo ra được, nó cái mà trong số đến một thời điểm nào đó mọi người, nó sẽ mask the symptoms of sleep deprivation. Nó sẽ làm mask đi cái triệu chứng của bệnh mất ngủ. Mọi người biết mask là cái gì không? Mask là cái khẩu trang á. Vậy thì nếu như động từ mask đi mình dịch là gì mọi người? Nó làm cho mình bị ảo ha. Nó làm cho mình cảm nhận là không có. Đúng không ha? Mask là che đi á. Được chưa? Vậy thì khi mà mọi người uống nhiều cà phê quá, nó sẽ che đi được cái triệu chứng mất ngủ của mình. Vậy rõ ràng câu này mình chọn là câu C. Đó, which ở đây chính là chúng ta tiêu thụ quá nhiều caffeine. Được không? Và cái việc đó làm cho chúng ta bị đánh lừa bởi cơn mất ngủ. Rồi qua câu 6. Trong đoạn cuối cùng thì cái nào sau đây là đúng mọi người? Gạch chân tiếp mọi người. Rồi, ok.
những người bác sĩ nào mà họ phải chịu điện thoại đêm á, khoan tròn nót, không hề cần, khoan tròn mô đan, không hề cần hơn 3 tiếng ngủ một ngày. B. Thiếu ngủ gây tác động tiêu cực lên cá nhân xã hội. C. Hàng ngàn người chết mỗi ngày là do drunken driver, là do người lái xe say xỉn. Tiếp câu D. Động lực để mà giảm đi, được ha? Cái động lực của chúng ta đã giảm với cái số lượng ngày càng nhiều của việc chúng ta ngủ. Rồi mọi người nhìn cho cô loại từng cái ha. Đoạn số 3. Vô. Mới vừa vô gặp doctor. À không, mới vừa vô gặp câu đầu tiên chứ mọi người. Mọi người nhìn được mọi người. What does a chronic lack of sleep do to us? Vậy thì việc thiếu ngủ kinh niên này đã làm gì cho chúng ta? Thay vì làm chúng ta irritable, là chúng ta bực mình và chúng ta không vui như là con người, thì nó còn làm giảm cho mình đi cái động lực và cái khả năng làm việc nữa, đúng không ha? Và đây chính là tạo ra một cái sự implication rất là không tốt cho xã hội nhìn chung. Vậy rõ ràng cái câu này chính là nói về câu câu B mọi người. Thấy câu B là nó có vẻ đúng rồi nhưng mà mình chưa chọn. Được không? Thấy câu B có vẻ đúng rồi chưa chọn. Thiếu ngủ tạo ra tác động tiêu cực. Thấy câu D đúng rồi chưa chọn. Hãy chứng minh cho cô được những câu ghi sai đó rồi mình mới chọn ha. Rồi tiếp, cũng là cái câu này mọi người, nhưng bây giờ cô đổi màu thì nó sẽ ra được câu D mấy đứa. Có phải là cái motivation của mình đó mọi người. Đó, cái motivation của mình đó mấy đứa thì là nó là cái động lực, được ha? Thì cái động lực này nó sẽ bị sao mọi người? Nó sẽ bị giảm đi. Ý. Động lực này nó sẽ bị giảm đi mọi người. Đó, nó sẽ bị giảm đi khi mà chúng ta bị thiếu ngủ. Đúng chưa? Đó, vậy rõ ràng là thì cái câu D là câu loại rồi, tại vì người ta kêu là động lực giảm với cái số lượng giấc ngủ ngày càng nhiều là sai, loại luôn. D loại. Qua tiếp tới câu A mọi người. Đây doctor nè. Thấy là mừng rồi, thấy doctor là thấy mừng rồi nè. On night call là thấy mừng tiếp rồi nè mọi người. Vậy thì ví dụ bác sĩ nào mà họ thường, bác sĩ thì họ thường có cái bệnh mất ngủ kinh niên á, đặc biệt là khi mà họ phải trực điện thoại ca đêm, được ha? Và họ sẽ nhận được ít hơn 3 tiếng ngủ mọi người. Tức là bác sĩ họ phải trải qua ít hơn 3 tiếng ngủ. Điều đó không có nghĩa là bác sĩ không cần hơn 3 tiếng để ngủ. Câu A sai. Đúng không? Đó, loại luôn. Rồi, ok, đi tiếp. Bỏ khúc này giùm cô mọi người. Mình đọc tiếp tới khúc này ha. On our roads là trên đường, và ở trên cái đường xe chạy, được ha, trên đường xe chạy mà thiếu giấc ngủ ha, nó sẽ giết chết hàng ngàn người một năm. Rồi, ok, mọi người có liên hệ tới câu C chưa? Câu C là hàng ngàn người bị giết chết mỗi ngày bởi drunken drivers. Mà trong khi đó đề bài nói mình là một năm, đề bài cho mình every year nè, every year. Và thứ hai, đề bài nói với mình là gì? Là cái bài kiểm tra này đã kiểm chứng được rằng là một người lái xe mệt mỏi thì được xem như là nguy hiểm, giống như là một người lái xe mà say xỉn vậy đó. Vậy thì trong bài này nó chỉ so sánh về một tired driver và một drunken driver, chứ nó đâu có nói là drunken driver đi tông người ta mỗi ngày đâu. Vậy câu C loại. Được chưa? Thật sự nếu như mà drunken driver mà tông người ta mỗi ngày á, cô nghĩ chắc quán rượu bị cấm hết, không có còn được mở nữa đâu. Đó. Và mình tô dùng cho cô hai cái vạch ở đây để mình biết rằng là cái chỗ này mình chưa đọc mọi người. Được không? Đó. Rồi, chốt liền đáp án chọn câu B. Mọi người thấy không? Khi mà cô làm bài á, cô nhận được đáp án nó đúng rồi, cô vẫn sẽ bình tĩnh để nó qua một bên, cô đánh dấu nó, để khi mà cô thật sự không chứng minh được ba câu kia sai á thì cô sẽ lụi vào nó mọi người. Nhưng mà cô cứ để ở đó để mà cô chứng minh ba câu kia sai xong đã, rồi nếu như ba câu kia mà sai thật thì cô sẽ ngủ cô chọn. Còn nếu dù mà mình vã quá rồi, mình còn có 5 phút thôi mà ba câu kia chứng minh hoài không được thì thôi, mạnh dạn lụi cho cô đáp án mọi người cho là đúng đi, được chưa? Đó, thật sự mọi người đã học reading skill rồi thì cô rất là không mong mọi người đi học mọi người sẽ phải lụi đó. Rồi câu 7, từ catastrophic trong đoạn cuối gần nghĩa với cái gì? Câu A là có khả năng trở nên không đáng một xu. Câu B là gây thiệt hại hoặc là gây mất mát nghiêm trọng. C chắc chắn mang lại sự hài lòng. Và D trở nên đáng chú ý hơn. Rồi chúng ta sẽ nhìn giùm cô chỗ này.
Catastrophic nằm ở vị trí này. Vậy thì có phải nhiệm vụ của cô chính là mình đọc cả câu đó không? Thì đây mọi người, thiếu ngủ có thể sẽ impair, là sẽ nói chung là impair cái tâm trạng của mình, impair cái judgment của mình, là cái sự đánh giá, và impair và cả khả năng ra quyết định nữa cơ. Đó, impair đây trước là mình dịch là làm suy giảm. Tiếp, những người kỹ sư mà mệt mỏi thì trong vòng vài giờ đầu tiên của buổi sáng á, họ sẽ tạo ra một loạt những cái sai lầm với một kết quả catastrophic. Được ha, sai lầm mà đi với kết quả catastrophic, vậy rõ ràng kết quả này là phải là gây thiệt hại. Được chưa? Chọn cô B. Gây thiệt hại. Đó. Về đoạn cuối cùng của mình nó còn gì mọi người? Nó còn khúc này thôi đúng không? Rồi chúng ta thử xem. Số 8. Cái nào trong đây mà được tác giả ủng hộ? Writer nha, cẩn thận nha. Writer ủng hộ nha, chứ không phải là ông nào ủng hộ đâu, mà là writer. Đó. Câu A, cả người lái xe xịn và cả người thiếu ngủ đều nên bị trừng phạt, đều nên bị chỉ trích. Câu B có từ nguy hiểm, certainly. Chúng ta có thể chắc chắn là cô ấy hoạt động tốt. Chúng ta có thể chắc chắn rằng là chúng ta hoạt động tốt bất ngay cả khi mà chúng ta thiếu ngủ, hardly là gần như không ngủ. C, không có ích gì khi mà chỉ trích những người vô trách nhiệm trong xã hội này cả. Và câu D, xã hội của chúng ta thì là một nơi an toàn hơn nếu như không có người uống rượu. Thì câu này đừng có sến sát chọn câu D mọi người ha, mình phải đọc bài cho cô. Rồi bài đây, mọi người nhìn nè. Hồi nãy chúng ta đọc tới đâu rồi? Chỗ này và chỗ này. Rồi mới đến nhìn ha. Chết. Cô bấm nhầm cái gì rồi mọi người ơi. Từ từ bình tĩnh nha. Rồi, ok. Đó, quay trở lại với cái này. Thì ở đây cô có cái gì mọi người? Rồi nhìn đây. Đầu tiên là cái cô có chính là cái câu này. Vì cái đống này mình đọc qua rồi mọi người, cho nên là chúng ta sẽ nhìn lại cái đống này, nhìn lại cái phần dưới này mình chưa đụng nè. Kiểm nghiệm đã cho thấy rằng một cái người lái xe mà đầy mệt mỏi á thì họ sẽ nguy hiểm ngang với một cái người lái xe mà đang say xỉn. Được chưa? Rồi có however đóng khung. Tuy nhiên, lái xe khi đang uống rượu, khi đã xịn rồi thì nó đã bất thì nó trái luật pháp. Nhưng mà lái xe khi mệt mỏi thì lại không trái luật pháp. Đó, được ha? Ở bên trước người ta cho rằng là mệt và uống rượu khi lái xe là cùng một tội, nói chung là đều nguy hiểm như nhau. Nhưng mà phía sau thì lái xe uống rượu nó lại là trái luật. Còn uống xe khi mệt, lái xe khi mệt thì nó lại không trái luật mọi người. Đó thì người ta mới nói vậy. Thì tiếp tục ông này ông nói là gì mọi người? Như là ông này ông nói là gì? It is very ironic that, được chưa? Là đây là một điều thật đáng mỉa mai khi mà chúng ta lại đi ngưỡng mộ những cái người mà họ hoạt động với một cái giấc ngủ rất là ít ỏi, thay vì chúng ta criticize họ vì họ đã vô trách nhiệm với lại xã hội và với chính mình. Được chưa? Đó, đằng trước ông cho rằng là hai thằng này là như nhau, nguy hiểm như nhau. Phía sau ông kêu tuy nhiên thằng rượu là thằng trái luật, thằng kia thì không. Và ông kêu ôi thật là mỉa mai khi mà chúng ta lại cho qua những cái người mà ngủ ít, thay vì chỉ trích họ vì đã irresponsible. Vậy có phải trong cái câu này là ông nói gì mọi người? Là ông kêu rằng là cả hai cái thể loại này đều phải nên bị chỉ trích không? Đều nên bị chỉ trích không? Đó. Ông đâu có nói là phải bị đâu mọi người, ông chỉ nói rằng là chúng ta tập trung vào những cái người thiếu ngủ, chứ chúng ta ngưỡng mộ những người đó mà thay vì phải chỉ trích họ. Được ha? Vậy một chuyện đáng lý ra nên làm. Chọn câu A. Đúng chưa? Chọn câu A. Còn câu D.
Câu C và câu D là sai chắc rồi mọi người. Nếu chọn được câu A thì câu C là sai rồi. Nó kêu là không có ích gì khi mà chỉ trích những người này, là câu C sai trong bài không đề cập. Được không? Và câu D nó kêu là thế giới chúng ta sẽ là một nơi an toàn hơn khi mà không có người uống rượu. Còn rõ ràng câu D có nói không mọi người? Có, chính là câu cuối cùng luôn. Nó kêu là thế giới của chúng ta sẽ trở nên an toàn hơn, hạnh phúc hơn nếu như tất cả mọi người đều ngủ đủ 8 tiếng một ngày. Đó, chứ không có cái vụ như là câu D này mọi người. Câu D này là hoàn toàn sai. Vậy đáp án của cô chỉ có câu A đúng thôi. Hoàn toàn được chưa? Đúng không ha? Đó. Rồi số 9. Tất cả những cái dưới đây được đề cập là những cái người mà bị ảnh hưởng bởi sleep debt là ai? Sleep debt là thiếu ngủ á mọi người. Đây là một cách viết khác của sleep deprivation thôi chứ không có gì. Thì ở đây trong cái đoạn cuối cùng này nó có đề cập tới một số nghề. Mình thấy bác sĩ rồi nè mọi người. Đúng chưa ha? Bác sĩ nè. Rồi mình liên cùng một lúc mình thấy engineer nè. Rồi mình tiếp tục là mình sẽ đi qua tire driver, doctor, engineer và tire driver. Đáp án chọn câu A, biologist. Đó, đáp án câu A mọi người. Dễ không mấy đứa? Mấy đứa thấy cái sự trùng lặp về dẫn chứng nó nhiều không? Được ha? Nhưng mà đi thi những cái năm về sau này là không bao giờ có rồi nha mấy đứa. Không bao giờ. Đó. Câu cuối cùng. Bài này nói về cái gì? Câu A, sự mất ngủ, nguyên nhân kết quả. Câu B, một xã hội không ngủ. Câu C là một biologist nổi tiếng. Và câu D là ngăn cản cái sự phòng ngừa tai nạn khẩn cấp. Rồi mọi người nhìn, đoạn số 1 nó có nói với mình là chúng ta bây giờ đang sống trong một cái thế giới mà toàn người thiếu ngủ không? Đó. Rồi đây là cái tiền đề thôi ha. Đoạn số 2, xã hội này nó đã đưa ra được nhiều lý do để mà không ngủ. Vậy reason ở đây chính là đồng nghĩa với causes, đúng chưa ha? Đó. Và đoạn 3 cũng là một cái causes nè mọi người. Đoạn 3 nó kêu là tại vì hồi xưa mình lệ thuộc cái ngày và đêm á là vào mặt trời và mặt trăng. Còn kể từ khi mà có đèn điện á thì tự nhiên chúng ta bắt đầu bị rối loạn cái lịch trình sinh hoạt của mình đi. Vậy rõ ràng đoạn 3 cũng là nguyên nhân luôn. Đúng không? Đoạn 4 thì người ta bỏ ngỏ cho mình một câu hỏi, thì cái gì gây ra sự thiếu ngủ cho mình? Được ha? Thì sau đó đoạn 4 nó mới liệt kê ra là những cái kết quả khi mà mình thiếu ngủ. Vậy câu này mình chọn phương án A là chính xác mọi người. Đó. 10 chắc chắn là câu A rồi chứ không thể nào mà chắc nữa mà là chắc chắn là câu A luôn. Được không? Rồi ok, thì đó là toàn bộ nội dung mà ngày hôm nay cô livestream cho mọi người. Được ha? Ngày mai là thứ hai mọi người. Thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục livestream. Thì ngày mai cô sẽ livestream cái gì mọi người? Mọi người lên cái tường nhà cô nè. Mọi người lên cái tường nhà cô. Rồi. Từ đợi cô xíu nha. Mọi người lên cái tường nhà cô nè. Rồi mọi người chỉ cần kéo nhẹ xuống thôi, mọi người sẽ thấy một cái bài viết mà cô đã ghim ở đây. Đây, thì trong này cô có để sẵn cho mọi người những cái video mà cô dạy skill 1, skill 2 kèm tài liệu của nó luôn, cô để kèm hết rồi. Được ha? Và ở đây cô nói là cô sẽ tặng cho mọi người một bộ tài liệu tổng hợp tất cả các bài đọc dễ khó của 3 năm. Thì cái link tổng hợp bài đọc này nè mọi người, link tổng hợp bài đọc này là một cái link mà cô sẽ gửi đáp án cho mọi người sửa, chứ cô sẽ không có livestream toàn bộ cái file này. À ha, cái mà cô livestream á vào ngày mai sẽ là cái link bài đọc được chọn để sửa cho livestream nè mấy đứa. Thì để có gì cô hướng dẫn cho mọi người ha. Mọi người bấm vào cái đường link mà reading livestream này. Nó sẽ ra một cái đường link. Đó. Rồi mọi người thấy không? Phần luyện tập thực chiến đại học nè. Thì ngày mai cô sẽ sửa cho mọi người đề 2018. Đề 2018 ha. Và một bài nữa của đề 2019. Bài đọc dài đề 2019 mã đề 407. Ngày mai cô sẽ sửa hai bài. Thì mọi người làm thử trước giùm cô, sử dụng những cái skill mà mình đã được học rồi để ngày mai lên chơi khô máu với cô ha mọi người. Đó. Thì hai bài này sẽ là hai cái bài cô sửa vào ngày thứ hai là ngày mai, trưa mai vào lúc 11 giờ 45. Rồi mọi người kéo xuống một chút, mọi người sẽ thấy là cô để cho mọi người một cái bài đọc dài nữa, cũng đề 2019 luôn, mã đề 412. Đó. Thì mọi người làm cái bài này
Được ha. Và mọi người làm một bài cụ đề 2020 mã đề 404 để mà bài này của sự nghiệp thứ tư, hai bài sự nghiệp thứ tư. Và chắc chắn là hai bài cuối cùng sẽ là sửa vào ngày thứ thứ bảy, được ha, coi như thứ bảy sẽ là cái ngày cuối cùng mà chúng ta livestream luôn đó, trước khi mọi người đi thi. Ừ, đó thì cô đã soạn đủ ra 6 bài để cô có thể bao hết hai buổi livestream cho mọi người, ba buổi livestream cho mọi người rồi, thì mọi người chỉ việc làm theo thôi, được ha mọi người. Rồi ok, hôm nay là ngày cuối tuần, đừng có làm cái gì hết mọi người, hãy cho bộ óc mình được nghỉ ngơi đi mọi người. Và chủ nhật tuần sau thì cô sẽ gặp lại mọi người trong một cái livestream 2 tiếng đồng hồ để mà cô có thể chỉ cho mọi người những cái bí kíp phòng thi mà ngày xưa cô đã từng trải qua, cũng như là cái cách mà cô ăn uống ra làm sao để mà cô đi thi cô không bị những cái vấn đề như là bị đau bụng, hay là cô đã làm gì để mà cô có thể duy trì được cái tâm lý của cô, thì cô sẽ chỉ cho mọi người hết vào ngày chủ nhật tuần sau ha. Vậy tuần sau chúng ta sẽ gặp nhau trên 4 buổi livestream mọi người, đó là thứ hai, thứ tư, thứ bảy là sửa bài đầu, ngày chủ nhật sẽ là cái buổi tâm sự cuối cùng, coi như là một cái món quà mà cô tặng cho 2K3 trước khi 2K3 lên đường chinh chiến ha. Rồi ok, mong là với những cái gì mà thầy cô đã làm cho mọi người thì mọi người sẽ có được cái kết quả xứng đáng nhất trong những cái ngày vừa qua. Rồi cảm ơn mọi người vì hôm nay mọi người đã lên livestream với cô. Bye bye. Chúc mọi người ngủ ngon. Quên, chúc mọi người có một ngày chủ nhật tuyệt vời.